chào anh em nhé, lâu rồi mình không có thời gian nên không ra video được. Hay tiện gửi món hàng cho một cái anh bạn ở Việt nên là mình quay lại cái video để thứ nhất là cho mọi người xem, với thứ hai là để cho bạn hàng mình kiểm, vừa là kiểm hàng luôn nhé. Đây quay thấp nữa. Đây là cái anh này thì anh đặt một cái bộ áo của Tina đấy nhé. Anh đặt bộ áo của Tina sâu đen trước đỏ, nhưng mà đặt nửa bộ thôi. Đây là hai cánh hai bên là không có lấy này, đầu đèn anh có rồi đó. Còn đây là cái cánh phía bên ngoài mình khỏi bóc nhá. Đây cái cánh của nó là như này đây, nó hàng Thái nhá. Và quay thấp hơn, và quay xa đây. Và đây là một cái ghẻ trước này, một cái yếm này, và một cái dưới cốp này, và một cái cục mô bin nhá. Mô bin này thì mô bin hàng mới nhá. Còn cái cục IC này hàng tháo trong xe ra. Cái này thì hàng tháo trong xe ra, nhưng mà mình tí nữa mình sẽ thử rửa ngon lành cho anh em nhá. Cái này thì cũng lo nhiệt rồi. Cái này mình đã ôm biên cho gửi tin nhắn tin cho bạn đây rồi. Kích của nó thì là được 249 ôm và lửa của nó được 528 nhé, 528 là vẫn ok này. Cục lửa này là lửa hàng tháo xe này đó. Còn cái phần nhựa này là phần áo nhỏ phía dưới nhé đó. Rồi và đây phần áo đuôi rồi. Còn đây là cái một cái cốt ca xăng nữa. Tay chân vừa làm xong hơi đen này, không có thời gian nữa các bạn ơi, lâu lắm không ra video rồi. Đây là cái ca xăng nhé. Ca xăng này thì nó có 3 loại. Cái loại này thì 300.000 này, ca xăng của Tina này đó. Đây này hàng bình thường nhé, 300. Còn nếu mà hàng 600.000 cũng có, và hàng có khoảng 1,2 triệu cũng có nhé. Thì anh đặt cái hàng 300.000 thì mình sẽ lấy hàng 300.000 cho anh ấy. Rồi đây là mình đã gom đủ hàng và chuẩn bị gửi về anh ở dưới Bình Thuận à, dưới Bình Thuận nhé. Và anh em xem video nhớ bấm like, bấm đăng ký kênh để ủng hộ mình, và có cần những cái gì cần thiết thì cứ liên hệ qua Zalo của mình nhé. Zalo của mình là số Zalo nào nhé, mình sẽ để ở dưới cái phần bình luận nhé. Rồi anh em có gì thì mình cứ liên hệ trực tiếp Zalo hay WhatsApp gì cũng được nhá. Rồi xin chào và hẹn gặp lại anh em nhé.